chào các bạn đang theo dõi FPT Shop Channel. Ngày hôm nay mình đã quay trở lại để trên tay một chiếc điện thoại vừa lạ nhưng lại vừa quen. Đó chính là Oppo F1S. Nhưng đây sẽ là một cái phiên bản màu đặc biệt. Đó chính là màu gray. Mình sẽ xoay ở cái mặt lưng để cho các bạn nhìn rõ hơn cái màu gray của nó. Thèn thèn. Đây là một cái màu xám trông rất là nam tính và lịch lãm đúng không các bạn? Và một điểm đặc biệt nữa đó chính là đối với cái mặt lưng màu gray thế này nè, thì nó sẽ kết hợp với một cái mặt trước. Đó là một cái mặt trước màu đen. Đen hoàn toàn luôn. Nó không giống như là cái phiên bản màu hồng. Với cái màu hồng hoặc là những cái phiên bản màu vàng á, thì ở mặt lưng nó là màu hồng hoặc là màu vàng, nhưng mà kết hợp với cái màu mặt trước là màu trắng. Nhưng mà mình thích cái mặt trước màu đen này hơn, bởi vì là khi mà mặt trước màu đen á thì nó sẽ giúp cho cái phần màn hình nè cảm giác là nó liền lạc với máy hơn, và nó tràn ra hết cả hai cái cạnh. Bên cạnh đó là những cái chi tiết như là cảm biến và loa cũng màu đen luôn, nó đồng màu, tất cả cái tổng thể ở trong nó rất là hài hòa. Và những cái nút cảm biến nè, cái đường viền xung quanh cái nút home á thì nó cũng là một cái màu xám luôn, nó khác với lại cái viền xung quanh của cái phiên bản màu hồng, thì nó là màu hồng như thế này. Đó, mình sẽ xoay một lần nữa các bạn xem cho các bạn chiêm ngưỡng rõ hơn về cái phiên bản đặc biệt này. Đây là một cái phiên bản màu xám và nó là một cái phiên bản giới hạn mà sắp tới Oppo có thể là sẽ bán ra thị trường trước khoảng 1.000 bản. Và nếu mà các bạn thích thì chúng ta có thể cập nhật thông tin để có thể lựa chọn ngay cho mình một chiếc điện thoại Oppo F1S phiên bản màu xám đặc biệt này. Rồi, vậy là mình đã hoàn thành xong video trên tay chiếc Oppo F1S phiên bản màu mới. Không biết các bạn cảm thấy như thế nào, hãy comment bên dưới để chia sẻ ý kiến với mình nhé. Và nếu video hữu ích, các bạn đừng quên like cũng như subscribe kênh YouTube FPT Shop Channel để nhanh chóng cập nhật những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.